Hello, Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và trước mặt Huy đây các chị, một trong những cái mẫu xe Toyota Innova rất là đẹp mới vừa được bên Huy làm spa làm đẹp xong. Thì đây là chiếc xe được sản xuất vào năm 2020 lận nha quý anh chị nha. Nếu như mà anh chị nào vay á, anh chị sẽ vay được tới 4 năm lận, 48 tháng. Thì xe này màu bạc và xe còn rất là đẹp nha quý anh chị. Mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Và xe này á là cá nhân đứng tên, một đời chủ nha anh chị nha. Và bảo dưỡng hãng kỹ, cực kỳ kỹ luôn, năm 15, 20, 25, 30 bảo dưỡng. Hiện tại á là xe này ô tô chuẩn nha quý anh chị, mua tại hãng là chuẩn cho quý anh chị. 54.720 cây số, 54.000 thôi nha quý anh chị nha. Ô tô chuẩn, cam kết với anh chị luôn, lịch sử hãng đầy đủ. Thì xe còn rất là mới và đẹp, được chủ xe giữ kỹ quý anh chị. Xe này đăng ký biển tỉnh, biển vàng, nhưng mà đăng ký là cho vui thôi, chứ còn chạy thì chạy gia đình thôi đó. Và ô tô chuẩn nha quý chị. Rồi xe thì anh chị nhìn nè, băng ghế sau rồi mọi thứ là căng cứng luôn, và tắp bi rồi không có vụ trài xước đâu. Đăng ký biển số vàng để rảnh cuối tuần để chạy dịch vụ á, nhưng mà đâu có chạy đâu. Ảnh thì ở trên Sài Gòn này, và cũng đi làm hàng ngày giống như Huy vậy đó, sáng đi chiều về, sáng đi chiều về. Bữa nào cuối tuần thì lấy xe ra chạy, chạy dịch vụ, nhưng mà toàn là công việc nhiều quá. 2020 tới giờ có 50 mấy nghìn cây thôi đấy, cho nên là anh chị yên tâm về chất xe, lịch sử hãng đầy đủ đó. Anh chị nhìn xe này chắc chắn anh chị thích, bóng loáng luôn anh chị, đẹp lắm. Và bảo dưỡng là chỉ bảo dưỡng tại Hiroshima Toyota thôi, là Toyota Tân Cảng bên Huy thôi. Đấy, lịch sử có hết nha quý anh chị. Khi nào mua khi nào, bảo dưỡng lần đầu khi nào, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, đấy, năm 15, 20, 25, 30 gì đó là có lịch sử hết. Vô lúc mấy giờ, ai làm gì, đấy, cố vấn dịch vụ nào tiếp. Cho nên chị hoàn toàn yên tâm. Giá niêm yết của mẫu xe này là 585 triệu. 585 triệu mua về, lái xe về và đi thôi. Thì xe bên Huy đã spa làm đẹp, bảo kiểm tra 106.1 này nọ hết tất tật rồi đấy, cho nên không lăng tăng gì hết. Anh chị nào quan tâm liên hệ sớm Huy nha. Rồi bây giờ mình đi chi tiết cho quý anh chị mình xem nè, để anh chị xem có đúng những gì Huy chia sẻ không. Đèn đây anh chị nhìn nè, đó mới chưa, đây mới lắm quý chị. Rồi đèn cản đây, đèn sương mù, đèn cản đây, đèn xi nhan. Rồi lưới cản ga lăng là còn nguyên, chưa sơn phết nha quý chị. Cái phần lưới cản này còn nguyên nè, đây lưới cản là còn nguyên nè. Ga lăng đấy còn đẹp lắm quý chị ơi. Đấy đèn nè, đó sáng trưng đó anh chị, sáng lắm, mới tinh nè. Gầm bệ đây quý chị xem á, xe chạy thành phố thôi nha, chạy thành phố thôi. Rồi vỏ, anh chị không tin anh chị nhìn cái vỏ này đó, anh chị thấy vỏ nha, dài chưa, quá dài luôn quý anh chị. Đó vỏ thành phố đây, chạy thành phố. Rồi vỏ phía sau đây anh chị nhìn nè, vỏ phía sau đấy, vỏ này vỏ theo xe luôn nha quý chị nha, vỏ theo xe nha, chứ không phải là vỏ thay rồi nha. Đó chạy thành phố cái mặt đường nó láng quý vị, cho nên là vỏ đẹp lắm, đúng chuẩn cây số cho quý anh chị, vỏ theo xe mà. Lịch sử có đầy đủ hết anh chị yên tâm, lịch sử có hết nha quý chị nha. Lịch sử ở đây là khi nào vô khi nào, làm khi nào, làm gì là có hết. Nó lưu trữ lại thông tin về cái xe cho quý anh chị, cho nên là anh chị không phải lăn tăn gì hết á. Lịch sử có thay đổi chắc chắn với anh chị, đảm bảo không có thể thay đổi được, không có thể là giả dối được. Rồi anh chị nhìn nè, ghế da xịn nha quý anh chị, chứ không phải da đẻo đâu. Đó, mềm mà căng này anh chị, căng cứng luôn nha, chứ không phải là sụp lép như thế này đâu, sụp lép đâu. Này là căng cứng nè, 7 túi khí đấy, ron riết rồi còn mới tinh nè. Xe này trùm mền thôi, do bạn đi làm thường xuyên, không có thời gian chạy nhiều, cho nên là thực sự ra là anh mua xe về để đăng ký cuối tuần chạy dịch vụ, mà có chạy dịch vụ đâu. Bây giờ hiện tại là 20 tới giờ 24, 4 năm rồi, năm chạy được khoảng 10.000. Ý năm chạy được, đúng rồi chị, năm chạy được 10.000. Tính ra tháng chạy chưa tới 1.000 nha, khoảng 1.000 đó chị. Đấy đẹp,
Đó. Cài số ghe. Đây camera ghe này chị ha, nắp nét nha. Cái đầu này Huy nhớ là cái đầu này nó có dẫn đường nữa quý anh chị. Thì cái đầu này nó có dẫn đường này, nó có dẫn đường, việc map dẫn đường. Để Huy coi lại. À đây này các anh chị. Cái này thêm cái thẻ này chắc nó phải thêm cái này phải cài lại anh chị. Cái này để Huy kiểm tra sau. Ok. Đấy. Mặt đồng hồ tắp lô anh chị thấy chưa? Mới tinh. Đây, vô lăng, vô lăng. Đó, đẹp lắm quý vị. Đây, cần số này, anh chị thấy không? Hộp số thì có chế độ Eco Power, cân bằng điện tử của xe thì có hết nha quý chị. Như hệ thống hỗ trợ khả năng nâng dốc nè, rồi chống có cứng phanh nè, rồi phân bổ lực phanh điện tử nè. Đấy, có hết ở trên cái mẫu xe này rồi. Mua về là chạy thôi anh chị ơi, không cần phải làm gì hết á. Xe thì bóng loáng như thế này rồi. Đấy, chủ xe đi giữ kỹ ha, kỹ quá kỹ luôn. Đẹp quý chị. Đó, vị trí để mắt kính quý chị. Ờ, 2020 nha quý vị nha, 2020. Đó, 2020, 585 triệu, xe đẹp khỏi miễn chê luôn. Anh chị nào mà có nhu cầu mà kinh doanh á thì anh chị khỏi cần phải về thay đổi đăng kiểm lại, còn nào anh chị mà không kinh doanh thì đăng kiểm lại. Đó, còn xe thì nói chung là bao đẹp cho quý anh chị luôn. Anh chị mà xem mà không thích thì Huy sẽ mời trả tiền xe cho quý anh chị về. Anh chị cứ đến xem xe đi, đảm bảo với anh chị xe là thích luôn, không chê gì hết á. Xe này đúng chuẩn của nó, 54.000 cây 2020. Xe đi kỹ anh chị nhìn nè. Đó, những vị trí lên xuống đồ anh chị thấy không? Đấy, mượt như thế này thì thôi, không phải bàn rồi, không phải bàn về chắc. Còn về giá thì còn bớt lọc nha, có bớt lọc nha quý vị. Có bớt lọc, có giảm giá rồi, cứ thích xe đi rồi cứ alo cho Huy, bớt cho quý anh chị, giảm giá cho quý anh chị, đảm bảo anh chị mua được giá tốt. Để khách của Huy thì nhiều lắm quý chị, từ Bắc ở ngoài miền Bắc luôn, miền Nam, miền Trung, đầy đủ hết, Tây Nguyên nữa, bán khá là nhiều. Đây vỏ nè, dài anh chị thấy không đó. Thực sự là xe chạy thành phố thôi chứ không có chạy đường tỉnh, cho nên là vỏ nó còn càng đẹp lắm quý chị. Vỏ còn quá mới luôn mà. Đấy, chị thấy chưa, ok không? Tắp bi rồi nè anh chị, quá đẹp. Đây, cái hửi các chi tiết này ron riết rồi, nó không có bị chai nha quý chị nha. Đây, nó không bị chai này. Đó, chị nhìn nè, còn quá đẹp luôn. Đây, vỏ đây không, thực sự là những cái xe mà chạy thành phố thì rất là thích cái bộ vỏ nha quý vị. Không, rất thích bộ vỏ. Đây, vỏ theo xe hết á anh chị, vỏ theo xe hết á, mà về còn về mui à. Bình thường á tỉnh á anh chị chạy cái vỏ mà khoảng 54.000 cây là coi như là muốn thay luôn rồi đó. Mà xe này thì anh chị chạy chắc khoảng phải tới nếu anh chị vẫn chạy thành phố nha thì anh chị chạy khoảng được tới khoảng tầm 90%. Đấy, còn chạy tỉnh thì anh chị tùy mặt đường. Còn đây, đó, động cơ đây anh chị thấy không? Mới tinh luôn, bảo dưỡng hãng kỹ, cực kỳ kỹ luôn. Đó, cho nên anh chị thấy chưa? Mọi thứ về bên Huy Spa là những cái là quá keng, quá đẹp luôn. Bên Huy thì sẽ có chính sách bảo hành động cơ hộp số nha anh chị. Một năm 20.000 cây số và có giấy chứng nhận cam kết đảm bảo tình trạng xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản nha. Cho nên là quý anh chị mà mua xe tại hãng thì chị yên tâm, không phải lăn tăn gì hết. Đấy, anh chị nhìn những cái thanh xương như thế này anh chị thấy không? Đó. Hầu như là 90% là những cái thanh mà chỗ giữ khóa carbon này quý chị là nó sẽ cong này ha, hầu như như vậy. Mà xe này chất lượng, rất là chất lượng luôn. Thì với giá 585 triệu thì giá trên thì bên Huy còn bớt lọc và hỗ trợ từ phía tài chính Toyota. Còn xe thì đảm bảo với chị xem mà thích, chạy là thích. Vì Huy đã thử rồi, đã coi lịch sử rồi, đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, đã chạy thử rồi. Cho nên là không có vấn đề gì mà anh chị phải quan ngại cả. Thì bên Huy cam kết bảo hành đầy đủ cho anh chị yên tâm. Và anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì anh chị liên hệ sớm, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý chị, đảm bảo sẽ hỗ trợ cho quý chị giá tốt nhất, mọi thủ tục nhanh gọn và hỗ trợ sau này khi mà anh chị sử dụng xe có vấn đề gì cứ alo cho Huy, sẽ hỗ trợ cho quý chị hết mình.
Và thông tin sơ cho quý chị mình nắm, anh chị nào quan tâm thì liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình 0937 688 847. Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để quý anh chị có thể mua về dùng cho gia đình. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo nha. Bên Huy có xe mới nữa này. Đấy, xe mới có luôn anh chị nha. Vios, Innova rồi Innova Cross các chị. Đấy, anh chị nào có xe cũ mà đổi Innova Cross là có xe sớm. Và không chỉ là Innova Cross và nhiều dòng xe khác nữa. Có xe sớm cho quý anh chị, có xe liền luôn và giá cả rất là tuyệt vời. Thì chị nào quan tâm thì liên hệ sớm nha.